Sếp tôi bắn thế nào? Tốt lắm Tiểu Mao, anh theo tôi lâu vậy rồi. Lần sau nhất định sẽ thắng chức cho anh. Tiểu Mao, cứ tận hưởng sự giàu của quái dị này trước đi. Sư trưởng, tôn đồ giáp đồ, anh chỉ ngồi đó chỉ huy, còn chúng tôi phải di chuyển khắp nơi, thậm chí còn công tác sản xuất. Tôi có ý kiến thì có gì sai chứ? Lão Vương, tôi cũng không muốn, nhưng bây giờ tân tứ quân đang nhanh chóng mở rộng, không có đủ nguồn cung cấp là không được. Nói đến đây, Lý Dương không thể không nhớ tới Trần quân trưởng. Từ khi thành lập xưởng vũ khí, kế hoạch của nhà máy đã được đề cập nửa năm rồi. Kết quả bây giờ nhà máy còn chưa được xây. Được rồi, nhanh chóng tìm cách để có được những thứ tôi cần. Nếu không ngày nào tôi cũng đến làm phiền anh. Anh đi đâu tôi theo đấy. Tốt tốt, tôi lập tức tìm cách giúp anh thu thập dụng cụ. Đừng làm phiền tôi nữa, bây giờ tôi mỗi ngày đều rất bận rộn. Tôi còn lạ gì cái tính của anh nữa? Bận chóa gì, có mà bận ngủ thì có. Đừng nghĩ là tôi không biết. Lão Vương, anh không thể vu khống tôi. Thời gian gần đây, tôi thực sự bận rộn với quân đội. Anh gọi điện hỏi cha anh xem cha anh có tin lời anh không? Chú Tô, chú làm gì ở đây vậy? Câu hỏi cái quái gì? Ta đến đây tìm cậu, cậu không vui sao? Không vui thật. Thôi nào, lô vũ khí và trang bị lần trước của quân đội các cậu, có thể chia cho ta một chút không? Ta không cần vũ khí hạng nặng, chia cho ta vũ khí hạng nhẹ là được. Quả nhiên là cướp, tôi nói chú Tô này, cướp còn không trắng trợn được như chú. Chú xem tôi sắp bị chú làm cho hói hết cả đầu rồi đây này. Lần này ta không ra về tay không đâu. Cậu nhất định phải đưa vũ khí cho ta. Chú mang gì tới đây? Lấy ra cho tôi xem. Nếu nó có giá trị, tôi sẽ cho chú một ít vũ khí. Chỉ có cái này thôi. Chú nghĩ tôi ngốc hả? Tôi không phải con nít đâu. Sao chú có thể nói dối tôi như cha tôi thế? Ta nói dối cậu khi nào? Chỉ có một tài liệu nhỏ này mà chú muốn đổi 10.000 khẩu súng từ chỗ chúng tôi. Cho dù tờ giấy bằng vàng thì nó cũng không đáng giá. Tiểu tử ngươi không biết, nhưng thứ trong tập tin này đáng giá 10.000 khẩu súng đấy. Không tin thì tự xem đi. Điều này có thật không? Tính tiết lớn như vậy ta nói dối cậu làm gì? Tiểu tử cậu nói xem có cho hay không? Lý Dương lúc này không thể không đồng ý. Thứ Tô sư trưởng đưa chỉ là một bảng số liệu. Trong trận chiến vừa rồi, quân đội của Tô sư trưởng đã ngăn chặn quân địch ở phía đông, hy sinh và tổn thất cũng rất lớn. Lão Lương, trong kho của chúng ta còn bao nhiêu vũ khí trang bị? Lão Lương, biểu cảm này là ý gì? Đừng phòng tôi như phòng trộm thế. Không có, phó quân trưởng. Tôi chỉ đang không rõ trong kho hàng còn số lượng trang bị bao nhiêu thôi. Nếu không anh cho tôi một chút thời gian để đi thống kê được không? Đúng là gần mực thì đen, đen vãi nổi luôn. Ai đi theo cậu lâu ngày tính cách cũng đều quái dị cả. Keo kiệt như địa chủ. Gì vậy chú Tô? Chuyện này có liên quan gì đến tôi? Tôi luôn là người trung thực. Nếu cậu mà là người trung thực, vậy lão tử phải là thánh nhân. Bốc phét trước mặt người khác không thấy ngượng à? Lão tử xấu hổ thay ngươi. Rõ ràng chúng tôi rất trung thực mà. Thôi thôi, ta không quan tâm các cậu trung thực hay không. Giờ ta chỉ muốn biết, cậu có cho ta vũ khí không? Quân đội của ta vẫn đang chờ sử dụng. Nói đi, chúng ta có bao nhiêu vũ khí trong kho? Anh có thể đưa cho chú ấy 10.000 khẩu không? Cái gì? 10.000 khẩu? Lần này Đông Nguyện Tân Tử Quân là vì giúp các người ngăn chặn quân địch phía đó, mà đã hy sinh rất nhiều, mất rất nhiều vật tư. Chúng ta chỉ tìm cách giúp mọi người bổ sung thôi. Trong kho có đủ 10.000 khẩu. Thật sự có thể giao, nhưng số lượng đạn dược không nhiều. Cụ thể là bao nhiêu? Được rồi, vậy tôi sẽ đưa cho chú 20.000 khẩu súng. Nhưng đạn dược không nhiều. Ngoài ra vũ khí hạng nặng cũng cho một ít, nhưng số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Được được, hiếm khi thấy người hào phóng như vậy. Ta không có ý kiến. Lần này ta nợ cậu một ân huệ, sau này sẽ trả lại cho cậu. Được rồi, chú Tô, những tù binh bên đó thế nào rồi? Đã nhận bao nhiêu người? Một nửa số người đó bị chúng ta tiếp nhận. Cũng được. Bên này thế nào? Bên này tôi cũng tương tự như vậy. Tiếp nhận một nửa số đó, phần còn lại thì chưa rõ. Quân đội của cậu tổn thất nặng nề mà vẫn trái che mèo lắm lông à? Sao không nhận hết vào? Để khôi phục quân đội độc lập. Đây không giống phong cách của cậu. Quân đội Nhật phong tỏa tương đối nghiêm trọng trên mọi phương diện. Nếu không phải tôi mở rộng lãnh thổ trước thời hạn khiến chúng bất ngờ, thì chắc giờ không được vậy. Được rồi, cậu là chuyên gia trong lĩnh vực này. Tôi sẽ không ý kiến gì, nhưng tôi muốn nói với cậu một điều quan trọng. Chuyện gì quan trọng? Nếu là vay tiền thì không cần phải nói nữa đâu. Chú nên đi đi, đừng để người khác cười chê. Vãi cả biểu, thế mà nói luôn coi lão tử như người thân. Thân ai nấy lo. Con trai, đến thử món bác sĩ Hoàng vừa nấu. Giúp ta thử độc. Cha, đồ mẹ nấu cha không ăn sao lại đẩy cho con? Tất nhiên ta vì thương con rồi. Biết người bên đó đói khát nên mới nhường. Lần này ta không đến đây để mượn tiền. Ta muốn nói với cậu một chuyện khác.
Chuyện gì? Bộ tư lệnh Trùng Khánh đối với chiến thắng lần này đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Cậu không thấy gì lạ sao? Có gì lạ chứ? Chủ tịch luôn keo kiệt. Lần trước đã thắng lớn như vậy, không phải cũng không cho gì sao? Lần trước là do cậu gây ra một vấn đề lớn, dẫn đến tiền thưởng quá ít. Lần này cậu không gây ra họa gì. Chú Tô, chú có nghe tin đồn gì không? Ví dụ như bên cạnh chủ tịch cắm một tên gián điệp hay gì đó. Nói tôi nghe xem. Ngươi nói cái quái gì vậy? Bên cạnh chủ tịch sao có thể có gián điệp chứ? Tô sư trưởng nói thế bởi vì ai đó đã gửi điện tín cho ông ấy, để ông ấy đích thân đến nói chuyện với Lý Dương. Chú Tô, đây chắc là cha cháu bảo chú đến đây hả? Vậy thì sao? Con cái thì phải nghe lời. Không, tôi chỉ hỏi thôi. Hỏi rất hay, lần sau đừng hỏi nữa. Vậy cha tôi bảo chú đến tìm tôi làm gì? Chẳng nhẽ nhớ tôi nên muốn tôi quay lại? Cậu nói đúng một nửa thôi. Nhớ là một chuyện nhưng ông ấy lại muốn đánh cậu hơn. Giờ cậu còn muốn quay lại không? Không muốn. Bây giờ về hay không không phải do cậu quyết định. Tôi không thể quyết định mình sẽ ở đâu ư? Cha chắc không muốn tôi quay lại nhỉ? Ý ta không phải cha cậu muốn cậu quay lại. Vậy thì chuyện gì? Ai muốn tôi quay lại? Không phải người của chúng ta muốn cậu quay lại. Là người bên kia, bộ tư lệnh Trùng Khánh. Họ muốn chuyển cậu đi. Đẹp, trước đó thì cố gắng đưa tôi đến đây, giờ lại muốn đưa tôi đi. Bọn họ chờ mặt à? Nói thay đổi liền thay đổi. Tiểu tử ngươi cũng biết mình đã có chỗ đứng vững chắc ở phương Nam. Bộ tư lệnh Trùng Khánh bên kia chắc chắn cũng biết. Vậy không ổn, chẳng nhẽ họ thực sự muốn chuyển tôi đi vào thời điểm quan trọng này? Hiện vẫn chưa rõ bộ tư lệnh Trùng Khánh nghĩ gì. Đây là phán đoán của một người trong cuộc của chúng ta. Vậy thì chờ câu trả lời của họ trước. Nếu bọn họ kiên quyết chuyển tôi đi thì tôi sẽ phản đối. Tiểu tử ngươi đừng làm bậy. Nếu như lúc này lại muốn mâu thuẫn với bộ tư lệnh Trùng Khánh, người chịu thiệt rất có thể là chúng ta. Tất nhiên tôi không làm bậy. Họ không cho tôi đồ, vậy thì đừng nghĩ là tôi sẽ giúp họ sau này. Chúng ta tự làm việc của mình. Như vậy thì tốt. Nói cho ta biết cậu đang muốn làm gì. Tôi đã gửi đi 4 trung đoàn, chắc là đủ để bảo vệ lãnh thổ hiện tại của chúng ta. Được rồi, ta sẽ không nói với cậu nhiều nữa. Giờ cậu đã có kế hoạch rồi, vậy thì chờ tin tức đi. Sư trưởng, sao Tô sư trưởng vội vàng bỏ đi như vậy? Chắc đang buồn nè thôi. Vậy sao ông ấy không đi ở chỗ chúng ta luôn? Có lẽ ông ấy không thích nhà vệ sinh của người khác. Dù sao ông ấy đi rồi thì cũng tốt. Anh đã giao vũ khí đầy đủ cho họ chưa thế? Tôi không quan tâm ông ấy có đi hay không, nhưng vũ khí mà anh đã hứa với ông ấy vẫn chưa mang đi. Vậy chúng ta có nên gửi qua cho ông ấy không? Chỉ huy, chúng ta lấy vũ khí thế này mà không cần nói với Lý sư trưởng sao? Nói cái búa ấy. Lão tử không có để nói với hắn. Chủ tịch này nếu muốn thưởng hay thăng chức thế nào thì cũng phải nói rõ. Ông ta không nói thì mình biết phải làm gì. Sếp, rất nhiều người nước ngoài bán hết tài sản của họ. Rất nhiều công nhân lành nghề không có nơi nào để đi. Chúng ta có thể gọi tất cả họ đến đây không? Lập tức cử người đến đón những người này. Nếu có vật tư liên quan đến cuộc chiến thì lấy hết cho tôi. Hiểu rồi, sếp. Thời gian gần đây, tôi sẽ tìm cách thu thập vật tư. Đúng rồi, nhóm công tác địa phương đã có mặt chưa? Nếu chúng ta thiếu người thì phải nhanh chóng để người đi tuyển dụng. Có một sự thiếu hụt lớn về nhân tài. Tôi đã nộp đơn lên bộ quân sự rồi. Bọn họ cũng đang điên cùng thu thập tài năng. Anh yên tâm đi. Thật là một trò đùa. Tôi cứ tưởng sau vài trận thắng thì quân Nhật đã mất đi sự tự tin rồi chứ. Các người là ai? Các người muốn gì? Ta là địa chủ ở Giang Tây, hại ta thì hậu quả không tốt đâu. Ông Triệu, chúng tôi là quân thống. Ông bị nghi ngờ là cộng tác với kẻ thù bán nước. Mau đi với chúng tôi. Không, trưởng quan tha cho tôi. Trưởng quan tha cho tôi.
Hàn Chính Ủy, anh thích nhân vật lịch sử nào nhất? Đương nhiên là Goji. Dịch phim hay vãi biểu? Công nhận, đã dịch hay mà còn đẹp trai nữa. Đồng ý, hay thì bảo anh em like và đăng ký đi chứ. Anh em nghe thấy chưa? Like đi, còn nữa, đăng ký nữa. Chính phủ Nam Kinh công bố lệnh thả tù binh. Tư lệnh Triệu Văn Kiệt là bộ trưởng bộ tuyên truyền của chính phủ Nam Kinh. Tên này sao vậy hả? Không phải nói bộ tư lệnh Trùng Khánh muốn bắt chúng sao? Đây mà là bắt à? Lần này điệp viên Nhật ra tay rồi. Cũng không biết họ làm thế nào đây. Trước đó tôi đã từng đưa người từ Trùng Khánh đến Nam Kinh. Sếp, chúng ta có nên gửi người đến đó tiêu diệt bọn chúng luôn không? Người ta ở Nam Kinh, chúng ta ở Nam Dương. Sao như thế thì diệt thế chó nào được? Lũ chó đấy là lũ phản bội. Vậy cứ để chúng đi sao? Diệt, đương nhiên phải diệt. Nhưng trước khi diệt thì phải dùng cái đầu trước. Nghĩ xem có cách nào khác không? Sếp, anh có thể nói rõ hơn chút được không? Nói vậy tôi có chút không hiểu. Gửi một bức điện báo nói cảm ơn sự giúp đỡ của ông Triệu. Nếu không có ông ta thì chúng ta còn không hốc được 150.000 quân ngụy. Sếp, sao anh lại quỷ quyệt như vậy? Diệt thì diệt luôn, còn chơi kế sách làm gì cho mất công? Tất nhiên dùng kế để mọi thứ êm đẹp hơn. Nếu không diệt được thì sao? Không diệt được thì chúng ta tự tay làm. Chỉ là một con chó, kẻ phản bội thì cuối cùng cũng sẽ chết thôi. Sớm hay muộn thôi. Điện tín này không thể viết một cách rõ ràng được. Phải gửi cái gì đó mà quân Nhật có thể hiểu được. Bảo mật thật kém, cố tình tạo ra lỗ hổng để quân Nhật phát hiện được. Sếp, bên Trùng Khánh có người đến rồi. Chắc là đến để thông báo phần thưởng từ trận chiến vừa rồi cho chúng ta. Nửa tháng rồi, vậy mà giờ họ mới gửi thư tới. Tốc độ hơi chậm. Sếp, chúng ta mời họ đến đây à? Nói nhảm, đương nhiên phải để họ tự đến đây. Mau đi dẫn người đi. Đây không phải là Hoàng Trung Giang sao? Sao lại là anh? Lý sư trưởng, lần này chủ tịch có một phần thưởng lớn cho anh. Anh muốn nghe luôn không? Được rồi, anh nói tôi nghe đi. Sư đoàn độc lập được thăng cấp thành quân đoàn 73, nâng cấp tướng cấp 2 của quân đội cách mạng quốc dân Lý Dương. Các sĩ quan và binh lính còn lại được thăng một cấp. Ngoài ra còn thưởng tiền mặt 2,5 triệu. Hết rồi. Không quan trọng là bao nhiêu tiền, nhưng con số 2,5 triệu này là sao? Tôi không biết nữa. Có thể là do người của bộ tư lệnh đưa ra con số đó. Quên đi, chủ tịch muốn chơi thì tôi sẽ chơi. 2,5 triệu thì 2,5 triệu. Dù sao thì cũng được thăng lên quân đoàn. Nhưng tôi phải hỏi về tổ chức của 3 sư đoàn mới. Giống như binh chủng sư chứ? Tôi không biết nữa. Nhưng theo thông tin từ bộ tư lệnh trung ương, chắc không phải là binh chủng sư. Chắc là một loại khác. Lý sư trưởng cái gì? Sau này xin gọi tôi là Lý quân trưởng. Lão tử thăng 2 chức rồi. À thế này Lý sư trưởng, chủ tịch không thăng cho anh lên chức chỉ huy quân đoàn 73. Cái gì? Không phải chỉ huy quân đoàn. Anh nói nhảm gì đấy? Sư trưởng Lý Dương được thăng chức làm phó chỉ huy khu vực 3, đồng thời làm tổng tham mưu trưởng tân tứ quân. Sẽ có người đến nhận chức chỉ huy ngay khi nhận lệnh. Cái gì? Phó chỉ huy khu vực 3? Chủ tịch không đùa tôi chứ? Khu vực 3 là quân đội của cố chỉ huy. Gã này từng đánh đuổi tân tứ quân. Xin nữa thì cho tân tứ quân mất hình. Lý sư trưởng, đây là lệnh trực tiếp từ bộ tư lệnh trung ương. Phó chỉ huy một vùng chiến sự. Anh không vui sao? Vui vui cái bầu đuối. Lý Dương, việc của tôi đã làm xong rồi. Nếu có vấn đề gì, anh tự đi tìm bộ tư lệnh Trùng Khánh hỏi chủ tịch. Tôi phải đi đây. Chủ tịch lần này cao tay đấy. Đánh giá thấp ta. Phó tư lệnh trông như một sĩ quan cấp cao, nhưng thực sự chả có quyền lực gì. Gọi ngay cho tôi đến bộ tư lệnh Trùng Khánh đi. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với chủ tịch. Nối máy cho bộ tư lệnh Trùng Khánh. Đây là sư đoàn độc lập của tân tứ quân. Tôi là phó sư trưởng Tống Hổ. Sư đoàn trưởng của chúng tôi yêu cầu nói chuyện với ngài chủ tịch. Xin này. Sếp, bên kia Trùng Khánh trực tiếp cúp điện thoại rồi. Chắc là không muốn nghe điện thoại của chúng ta. Chào cái tắt luôn. Đúng là lừa người. Để ta tự gọi xem các người có dám cúp. Lão tử là sư trưởng độc lập Lý Dương. Nếu người dám cúp điện thoại, lão tử bây giờ để máy bay ra ngoài đánh bom Trùng Khánh. Nhân viên tổng đài bên kia nghe thấy vậy, lúc đó sợ đến mức tì thì tè ra quần. Đây đúng là một tên khốn. Nói gì cũng dám nói. Ta muốn nói chuyện với chủ tịch. Nếu ông ấy không trả lời, nói với ông ấy những gì ta vừa nói. Để ta xem ai giỏi hơn ai nào. Được, anh đợi một chút tôi đi gọi chủ tịch. Sẽ chuyển máy ngay. Chủ tịch, sư đoàn độc lập gọi đến. Không phải tôi đã ra lệnh rồi sao? Không nghe điện của họ. Chủ tịch, là Lý Dương đích thân gọi đến. Hắn nói nếu mà tôi cúp máy lần nữa, hắn liền phải máy bay đến đánh bom Trùng Khánh. Ôi cái đệch, thằng nhóc này muốn làm phản sao? Nối mày đi, tôi muốn xem nó nói như nào. Rõ.
Chủ tịch đấy à, tôi Lý Dương, sư đoàn độc lập đây. Cậu muốn gì? Nếu cậu gọi với ý định nói tôi thay đổi lệnh của Bộ Tư lệnh Trung ương đã được ban hành thì không được đâu. Chủ tịch, tôi nói với ông, tôi đếch cần cái quái gì mà phó chỉ huy tư lệnh. Tôi xem ông có thể làm gì với tôi. Các con đã sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng thưa thuyền trưởng. Ta chưa nghe thấy. Đã sẵn sàng thưa thuyền trưởng. Xin chào, tôi là chú bọt biển tinh nghịch. À nhầm, Lý Dương. Chào anh Lý. Chúng tôi đã thử một loại vũ khí mới. Chỉ cần 998 là có thể mua. Nhà tôi nhiều vũ khí quá rồi. Tốt nhất ông tìm người khác mà bán. Chủ tịch, nhanh chóng thay đổi lệnh đi. Hãy để tôi làm chỉ huy quân đoàn 73, hoặc để sư đoàn độc lập của tôi nâng cấp thành quân đoàn độc lập. Tiểu tử ngươi đừng có mơ. Lệnh đã được ban hành, hoàn toàn không thể thay đổi. Điều này liên quan đến Bộ Tư lệnh Trung ương. Tôi nói với ông, mọi người đều biết khu vực chiến sự thứ 3 và Tân Tử Quân có mâu thuẫn. Tôi không muốn đến đó làm tham quan. Lý Dương, ta nói cậu biết, lệnh không thể thay đổi. Cho dù cậu đánh bom Trùng Khánh cũng vô dụng. Ta xem cậu có thể làm được gì. Chủ tịch, chúng ta không có thù oán gì. Sao ông phải làm thế với tôi? Ta sinh ra không phải để làm vừa lòng cậu. Tốt lắm lão đầu. Nhớ những gì ông nói. Đến lúc đó tổn thất cái gì? Đừng trách tôi không nhắc nhở ông. Ngươi còn dám đe dọa ta? Ta chờ xem ngươi có thể làm gì. Có gan thì cứ đến. Được, ông chờ đó. Nói thế nào cũng không nghe. Làm sao đây? Sếp, chủ tịch từ chối chúng ta sao? Phải, sếp, vậy chúng ta sẽ làm gì? Không ổn, chủ tịch thực sự muốn chuyển tôi đến khu vực 3. Cậu nói tôi có nên đi không? Không, tất nhiên. Chúng ta không thể cam chịu. Phải đánh trả. Nhưng sếp, chúng ta đánh trả thế nào đây? Không thể cứ thế điều động máy bay đi tấn công Trùng Khánh được. Nếu làm vậy thì lão tổng cũng không cứu được anh. Không, tôi phải nghĩ ra một cách tốt hơn. Vừa có được lợi ích, lại vừa có thể trả đũa cục tức này. Xin chào, đây là sư đoàn độc lập Tân Tử Quân. Tìm sư trưởng chúng tôi phải không? Được. Sếp, điện thoại của Bộ Tư lệnh Trung ương. Tôi là Lý Dương, có chuyện gì? Lý sư trưởng, tôi thay mặt chủ tịch Bộ Tư lệnh Trung ương điều lệnh cho anh lập tức đến khu chiến sự số 3 để báo cáo tình hình. Được rồi. Sếp, Bộ Tư lệnh nói gì thế? Họ yêu cầu tôi đến khu chiến sự số 3 để báo cáo tình hình với chỉ huy bên đó, muốn buộc tôi phải rời khỏi Tân Tử Quân ngay lập tức. Sư trưởng, bên kia Bộ Tư lệnh Trùng Khánh đã đưa người đến kiểm tra căn cứ. Người dân phản đối rất mạnh mẽ. Tôi nghĩ lần này sẽ khó đối phó đấy. Bọn họ dám chơi ta. Sếp, chúng ta làm gì bây giờ? Chẳng nhẽ anh thực sự muốn đánh nhau với họ để phản đối quân lệnh lần này? Sợ cái gì? Lập tức liên hệ với trụ sở chính, xem họ muốn giải quyết thế nào. Rõ, sếp. Trụ sở chính gửi lại một bức điện tín bảo chúng ta chờ. Họ đang thảo luận. Trụ sở chính phải biết chuyện này rất gấp, sao họ không vội nhỉ? Đúng rồi, làm sao có thể nói những chuyện như vậy trong điện tín? Ít nhất thì lão tổng cũng phải gọi điện thoại nói cho rõ. Sếp, ý anh là sao? Tại sao không thể nói trong điện tín? Đồ ngốc, nói trong điện tín có thể sẽ bị người khác đọc được. Chờ đi, sẽ có tin tức sớm thôi. Lý Dương, đi đâu rồi? Người đến là Tô sư trưởng. Nếu không cần thiết, ông ấy thật sự không muốn đến chỗ Lý Dương. Nói chuyện với Lý Dương tức bỏ mẹ. Chú Tô, trụ sở chính phải chú đến đây sao? Sao cậu biết? Tất nhiên là đoán rồi. Trụ sở chính không nói rõ trong điện tín là sợ bị đọc trộm, cho nên mới cần chú đích thân đến đây. Được rồi, đây là bức điện tín trụ sở chính gửi. Đọc kỹ đi. Bất kể phương pháp nào, tất cả đều phải phá vỡ thể bế tắc này. Trụ sở chính ủng hộ. Tôi biết ngay trụ sở chính sẽ ủng hộ tôi mà. Nhìn xem, lần này có thể linh hoạt mà hành động rồi. Chuyện này rất lớn. Không thể để cậu chuyển đến khu vực 3 được. Cậu không biết sao? Tôi biết. Vậy tại sao cậu không vội? Có gì phải vội? Tôi đã tìm ra cách rồi. Cách gì? Tôi sẽ đến khu vực thứ 3. Cậu không hiểu mệnh lệnh sao? Bên kia trụ sở chính đều nói rồi, đừng đi đến khu vực số 3. Tại sao cậu vẫn đi? Chủ Tô, không vào hàng cọp xào bắt được cọp con. Chủ cứ chờ xem. Lần này tôi sẽ làm mọi người hài lòng. Nhìn thấy dáng vẻ của Lý Dương, Tô sư trưởng thấy có chút quen thuộc. Hình như mỗi lần Lý Dương làm ra vẻ mặt này, chắc chắn sẽ có một chuyện động trời nào đó xảy ra. Ta nói cậu dừng làm loạn. Chúng ta có thể từ từ tìm cách. Không phải đã nói tôi nghĩ ra cách rồi sao? Vậy cậu nói xem là cách nào? Vừa rồi nói rồi, đến vùng chiến sự số 3. Nói rõ ràng đi, không thể nói quá rõ ràng. Tôi tự biết là được. Mọi người cứ chờ xem đi. Xin chào, tôi là Lý Dương. Tôi quần què, ta là cha ngươi. Sao cha lại gọi đến thế? Có phải nhớ con không? Ta nói sao tiểu tử ngươi buồn thế hả? Biết chuyện gì xảy ra không? Tất nhiên con biết. Bây giờ con cũng là một quan chức, vị trí còn cao hơn cha. Cha có qua cho con không? Ngươi muốn làm phản hả? Lão tử là cha ngươi. Sao? Muốn ta lấy búa gõ vào đầu tiếp hả? Vậy thì không cần đâu cha.
Đâu còn nhiều sẹo lắm rồi cha. Thằng nhóc người cũng biết điều rồi đấy nhỉ. Vậy tại sao không nghĩ cách xem nên giải quyết chuyện trước mắt như nào? Lưu quân trưởng gấp lắm rồi. Cũng chính vì bây giờ không ở cạnh Lý Dương, nếu không nhất định phải cho tiểu tử này biết tay. Cha yên tâm đi, con đã tìm ra cách rồi. Đảm bảo mọi người hài lòng. Nghĩ ra cách gì tốt rồi? Trên điện thoại khó nói, dễ bị kẻ gian nghe lén. Cha cứ chờ xem đi, đảm bảo đến lúc đó cha nhất định sẽ hài lòng. Phương pháp này của ngươi có nguy hiểm không? Không có gì nguy hiểm, chỉ là có chút mất thời gian. Vậy thì tốt, không chết là được. Cha cứ chờ đi, đến lúc đó không chừng còn có thể có chút lợi ích. Thằng nhóc người cũng chú ý một chút, có chuyện gì thì cứ nói với ta hoặc gửi điện tín cho trụ sở chính, từ từ tìm cách giải quyết. Con biết rồi. Sao giờ cha nói nhiều thế? Có phải thời kỳ mãn kinh đến rồi không? Sao thế? Anh đi chưa? Chưa. Đi làm gì vậy? Chiến tranh? Không đánh nhau có được không? Không đánh nhau thì anh nuôi tôi sao? Tôi nuôi anh. Chú tôi đang ở đây. Cha có muốn nói chuyện không? Thằng nhóc người đừng đánh trống lảng. Nhanh chóng giải quyết vấn đề. Nếu thật sự không được, bên này ta vẫn giữ lại chức sư trưởng cho con. Ai cần thứ đó? Con phải là ma quân trưởng, làm thằng cha mi. Dương Tử nói sao? Nó nói có thể giải quyết. Không đúng, nếu Dương Tử có thể giải quyết, vậy tại sao anh lại tức giận như vậy? Thằng nhóc nói sau khi trở về sẽ không làm sư trưởng. Vậy thì sao? Nó muốn làm quân trưởng. Khi nào nó về đánh bỏ mẹ nó đi? Tôi cũng nghĩ như vậy. Cha tôi không phải đến thời mãn kinh rồi chứ? Gần đây tính khí ngày càng tệ rồi. Mãn kinh là gì? Giống như chú bây giờ. Tính khí xấu, miệng hôi, não hoạt động chậm. Thằng nhóc người muốn ăn đà bà. Không, tôi chỉ nói vui thôi. Chú tôi đừng giận nữa. Ngồi đi, tôi sẽ đi pha trà cho chú. Lần này hành động cẩn thận, đừng gây ra chuyện lớn. Có gì thì liên hệ cho ta, ta phải đi trước đây. Thay đổi sư đoàn độc lập của chúng ta thành quân đoàn độc lập đi. Sư trưởng, làm như vậy liệu ổn không? Có gì không ổn? Lần này là do lão tử tự quyết định. Đừng có can thiệp vào. Nhưng lệnh bên trên là quân đoàn 73 mà. Làm theo lệnh ngay. Vì sao lại là quân đoàn 73 nhỉ? Trên báo tướng Lý Dương nói như vậy. Anh ấy nói quân đoàn 73 nghe không hay. Sau này hãy gọi là quân đoàn độc lập Tân Tử Quân. Chẳng sao, Lý Dương tướng quân đã nói vậy thì cứ vậy đi. Quân đoàn độc lập thì quân đoàn độc lập, quân đoàn 73 cái gì chứ? Chuyện này đang được thảo luận trên đường phố khắp nơi. Công chúng không hề phản đối mà ngược lại còn rất ủng hộ. Thật là liều lĩnh. Ta đã ra lệnh rồi mà tên tiểu tử này không nghe lời. Vậy thì cũng đừng trách ta. Để đài phát thanh báo lệnh, phó tư lệnh khu vực 3 Lý Dương, nhanh chóng đến khu vực 3 nhận chức, không được chậm trễ. Lão Lương, sắp xếp đi. Tôi sắp đến khu vực chiến sự 3 làm phó chỉ huy rồi. Sắp xếp cho tôi vài tay tốt. Bảo họ đi theo tôi. Rõ. Xin chào, tôi là Lý Dương. Ta là cha ngươi. Sao cha đột nhiên gọi thế? Tìm con có việc gì? Lão tử nhớ ngươi được không? Được, con cũng nhớ cha trước đi được. Thôi thằng nhóc ngươi đừng xàm. Sư trưởng, đây là những người ưu tú được chọn từ các đơn vị khác nhau. Có thể đặc biệt bảo vệ sự an toàn của anh. Đi thôi, vùng chiến sự số 3 lần này tôi muốn quản. Không cho tôi quản thì tôi vẫn quản. Lý Dương mang theo 30 người này lái 2 chiếc xe. Đi về phía đông. Mục tiêu của họ rất đơn giản. Đó là đến căn cứ của vùng chiến sự số 3. Chào mọi người, tôi là phó chỉ huy mới của vùng chiến sự, Lý Dương. Lý tướng quân có thể đến vùng chiến sự số 3 của chúng tôi. Thật sự là quá vinh dự cho chúng tôi rồi. Cố trưởng quan khách sáo rồi. Sau này đều là người nhà, tôi còn phải nhờ anh chăm sóc. Tên cố cầu quan này, lần đầu gặp mặt không biết mang theo chút quà sao. Thật thô lỗ. Chúng ta đi ăn trước đã. Lý tướng quân, trông anh ăn uống cũng bộc trực quá nhỉ. Anh có thể nhẹ nhàng hơn được không? Các anh cũng biết thức ăn ở Tân Tứ Quân không ngon cho lắm. Đồ ăn ở đây ngon quá làm tôi không kiềm chế được, xin lỗi. Xem ra Lý tướng quân rất có kiến thức về Tân Tứ Quân. Đồ ăn của Tân Tứ Quân của thật không bằng chúng ta. Anh cứ ăn thêm chút đi. Vậy thì tôi không khách sáo. Ngoài ra nhờ mọi người sắp xếp đồ ăn cho các anh em của tôi, để họ ăn uống và ngủ một giấc. Lý trưởng quan, Tân Tứ Quân các anh có quân phục riêng. Tại sao lần này đến anh lại mặc quân phục của quân đội trung ương chúng tôi? Thực ra tôi mặc bộ quân phục này cũng là muốn khoe một chút. Anh xem đây là 3 ngôi sao, mặc ra ngoài rất tài phong, cho nên tôi muốn mặc một chút. Uống rượu nào Lý trưởng quan. Đây là gì thế? Trước đây anh đã phải chịu nhiều khổ cực rồi. Số tiền này coi như để anh sau này hưởng lạc. Như vậy không hay, nếu bị người khác phát hiện thì phiền phức. Đây là một chút tâm ý của sếp chúng ta. Anh không thể từ chối. Đừng để sếp tức giận. Vậy thì phải cảm ơn sếp rồi. Có vấn đề gì thì sếp cứ nói thẳng với tôi. Tôi chắc chắn sẽ làm. Dù sao cũng là người một nhà cả. Vậy thì tôi đi trước.
Giàu to rồi, tên họ Cố Kỳ Bo này. Không ngờ lại làm giàu cho ta. Quả nhiên đến vùng chiến sự số 3 là dùng đắn. Sư trưởng, trạm giao thông đảng ngầm Kiến Dương. Báo cáo cho anh, họ đã điều tra những gì tôi cần chưa? Danh sách nhân viên anh muốn đều có trên đây rồi. Tốt, làm rất tốt. Lão Văn, cậu còn có việc gì à mà còn đứng đấy? Là thế này sư trưởng, chúng tôi cũng bất đắc dĩ mới yêu cầu anh giúp. Anh xem có thể giúp chúng tôi nghĩ cách kiếm một khoản tiền không? Những người này chắc là không biết rồi. Nếu biết mình vừa hút được của tên họ Cố kia thì đã trực tiếp đến cướp. Các cậu cần bao nhiêu? 100 đồng có lẽ sẽ giải quyết được tình trạng khó khăn hiện tại. Nếu không được thì 50 đồng đại dương cũng được. 50 đồng thì làm được cái mẹ gì chứ? Đây là nhiều quả lý sư trưởng. Không nhiều, cải thiện thức ăn cho các đồng chí. Tất cả những vùng lãnh thổ các ngươi chiếm được, trả lại tất cả, còn phải công khai xin lỗi. Có cái Lin, chúng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cái đê, ngươi thách thức danh hề đấy à? Ngươi chờ ta, trở về ta sẽ tấn công các ngươi. Giúp tôi gọi lão Lương, nói với anh ta là tôi muốn ăn cá. Mấy ngày này có rất nhiều người tặng quà cho mình, tổng cộng cũng được tầm 45.000, còn một số loại tiền ngoại tệ thì cũng được hơn 10.000. Lý Tường Quân, tôi đến tìm anh. Lý Tường Quân, thời gian này có rất nhiều người tìm anh, là bởi vì anh có quyền phân phối hàng hóa ở đây. Thảo nào nhiều người đến tìm mình vậy. Mình có quyền phê duyệt. Vậy thì ngon rồi. Tôi muốn đến khu vực Thượng Tha giúp các anh đánh giặc, giảm chút gánh nặng. Lý Dương muốn giúp đánh giặc, đương nhiên họ rất vui. Lập tức cho Lý Dương đi. Lý Tướng Quân đấy à? Anh đến đây có việc gì không? Tôi muốn đến khu vực Thượng Tha để chiến đấu, chỉ huy một số sư đoàn. Họ thiếu nguồn cung cấp. Cậu xem có thể chuyển lô hàng này đi được không? Trực tiếp gửi cho bọn họ. Vũ khí trang bị của ba sư đoàn thì quá nhiều rồi, tôi sợ là không chuyển giao được. Cậu sợ cái gì? Trên đó có chữ ký của tôi. Nếu cấp trên muốn trách thì cũng phải sờ gáy tôi trước. Hơn nữa Cố trưởng quan cũng đồng ý rồi. Cố trưởng quan đồng ý rồi, vậy tôi sẽ làm ngay. Sau đó gọi cho bộ phận vận chuyển để họ bắt đầu vận chuyển. Lão Văn, lập tức điện báo cho Tô sư trưởng, lập tức bảo họ chuẩn bị nhận tiếp tế. Tôi sẽ làm ngay. Vãi trưởng, tiểu tử này cái chó gì cũng làm được vậy. Phó quân trưởng, Lý Dương đã làm gì vậy? Mau đến khu vực Thượng Tha nhanh, thay quần áo của quân đội trung ương để đến nhận hàng. Phải nhanh nhất có thể vận chuyển hàng tiếp tế về địa bàn của chúng ta. Có nhầm không? Chúng ta nhận hàng tiếp tế từ đơn vị nào? Vật tư của quân đội trung ương. Quân đội trung ương từ bao giờ lại gửi tiếp tế cho chúng ta vậy? Không nhận được điện tín từ bộ tư lệnh Trùng Khánh. Anh quan tâm nhiều thế làm gì? Lập tức cho người đi nhận đồ là được rồi. Phải nhanh lên, đừng có để đối phương phát hiện chúng ta là tân tử quân. Biết chưa? Chào, xin hỏi Lý trưởng quan phải đến nhận đồ tiếp tế phải không? Đúng vậy, được, vậy hãy ký vào đây đi. Không cần vận chuyển, trực tiếp lái xe đi là được. Bao giờ các anh dỡ hàng xong thì lái xe trở lại đây. Được, chúng tôi sẽ quay lại ngay. Tiểu đoàn trưởng, chúng ta có cần trả lại những chiếc xe này không? Trả cái giám, cậu có ngốc không? Cho không chúng ta xe thì tại sao phải trả lại? Nhưng quần què, đừng nói nhảm nữa. Bảo anh em lái xe đi ngay. Ban ngày này dễ bị máy bay của địch phát hiện. Rõ, tình hình này xảy ra ở khắp mọi nơi. Chờ Lý Dương vất vả trở về căn cứ tân tử quân, thì tân tử quân gần như đã nhận xong hàng tiếp tế rồi. Lý Dương sao vẫn chưa đến? Chẳng lẽ là nửa đường gặp phải nguy hiểm? Cố trưởng quan, có phải các anh để Lý Dương lấy rất nhiều đồ tiếp tế không? Phải, anh ấy muốn đến Thượng Tha giúp chúng ta đánh giặc. Quân đội bên đó thiếu vật tư. Có gì không? Anh ngốc không? Lý Dương lấy hết vật tư giao cho tân tứ quân rồi. Cái gì? Lý Dương dám nói dối sao? Mau phái người bắt về. Bắt gì? Bọn họ bây giờ đều trở về tân tứ quân rồi. Bắt kiểu gì? Không ngờ lại bị hắn lừa một vố. Sư trưởng, cuối cùng anh cũng trở về. Thời gian này làm tôi rất bận rộn đấy. Đến xem đi, lần này tôi kiếm được rất nhiều tiền. Phân phối ngay lập tức, tuyệt đối không được để lại quá nhiều. Sư trưởng, tại sao lại phải gấp thế? Nhiều như này cơ mà. Cứ làm đi, lát nữa nếu có ai gọi đến tìm tôi, anh cứ nói với họ là tôi chưa về. Chờ phân phối tiền xong rồi nói sau. Quả nhiên chỉ chưa tới một tiếng đồng hồ sau, sư đoàn độc lập nhận 7 cuộc gọi và hơn 20 bức điện báo. Đệt mẹ, đã bảo Lý Dương chưa về sao cứ gọi mãi thế? Là ta. Là chủ tịch à, thứ lỗi. Tại vì dạo này có nhiều người gọi điện đến làm phiền quá. Lý Dương, cậu đã lừa vật tư 3 sư đoàn của vùng chiến sự số 3, nhận các loại hối lộ. Theo luật thì ta sẽ đưa cậu ra tòa án quân sự. Tôi nói này lão đầu, tôi chỉ nói một câu. Tôi muốn làm gì kệ tôi, không liên quan đến ông. Ngươi được lắm. Đến đây mà kiểm tra.
Vũ khí tôi cũng sẽ không trả lại. Ông muốn xử lý thế nào thì mặc xác ông. Thằng nhóc này muốn làm mình phát điên đây mà. Phải xử bắn. Nhanh gửi thông báo đến Tân Tử Quân và Bát Lộ Quân. Yêu cầu họ cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Tất cả đến đây xem đi. Tổng bộ Trùng Khánh vừa phát điện báo cho chúng ta, yêu cầu chúng ta trừng phạt nghiêm khắc Lý Dương. Nếu không hậu quả tự chịu. Lão Tổng, trên này có mấy chữ tôi không hiểu lắm. Anh có thể giải thích không? Rốt cuộc tên cặn bã Lý Dương đã làm gì ở đó? Người mới là cặn bã đấy. Con trai ta không phải cặn bã. Nó là một đứa trẻ ngoan. Cậu nói hắn cặn bã thì phải tự xem lại bản thân mình đi. Dán tập hợp quân lính để bao vây vận thành. Vương Vân Long nghe được lời này, cổ co lại. Bất đắc dĩ trả lời, tôi cũng hết cách thôi. Bây giờ tôi không có thời gian để nói chuyện với cậu. Đứng sang một bên đi. Bây giờ phải tìm cách giải quyết vấn đề này. Chúng ta có xử phạt nó không? Không thể giao cho bên Trùng Khánh. Con trai anh sống ra như địa ấy, chắc chắn sẽ ổn thôi. Tôi biết rõ hắn ta. Không phải do đi theo ngươi sao? Con trai ta trước kia là một người tốt. Kể từ khi gặp tên khốn nhà cậu nó mới như thế. Lão Lưu, anh nói chuyện có chút lương tâm đi. Tôi thì làm gì được hắn chứ? Có mà hắn lại tính xấu cho tôi thì có. Lão Tổng, vậy chúng ta phải làm gì? Không trả lời cũng không phải là cách. Đừng lo nghĩ nhiều quá. Nếu quốc gia thông báo xử phạt Lý Dương, người dân sẽ đứng lên bảo vệ hắn. Vẫn phải trả lời Bộ Tư lệnh Trùng Khánh. Sau đó sẽ thảo luận nội dung liên quan đến hình phạt. Xem đi, đây là điện tín bí mật từ Tổng bộ gửi đến. Người của chúng ta vẫn đối tốt với tôi. Đây là trưởng bộ phận tiếp tế quân đội của Bát Lộ Quân phải không? Mọi người muốn lấy vũ khí tất cả đều phải qua chỗ cậu. Không ngờ tiểu tử thứ nhà ngươi có ngay có một vị trí tốt như vậy. Chú Tô, nếu như tôi đổi chức vụ này của tôi với chức phó quân trưởng của chú, chú có đổi không? Vậy thì thôi. Chú không muốn làm thì tôi cũng không muốn làm. Quân đội độc lập thì sao? Nếu Bộ Tư lệnh muốn đưa tôi trở lại Bát Lộ Quân, thì tất cả các vấn đề nan giải hiện tại của Bát Lộ Quân sẽ rơi vào đầu tôi. Ta không có hứng thú với quân độc lập của các cậu, và cũng sẽ không chỉ huy quân đội của cậu. Ta không làm đâu. Nhưng nếu chú không làm, vậy thì không ai có thể làm nữa. Không thể cứ giữ tôi mãi được. Phó chỉ huy tống hổ của cậu đấy thôi. Có thể để cậu ta làm thử. Hồ Tử tạm thời còn chưa trưởng thành, nếu để cậu ấy làm chỉ huy thì mọi thứ sẽ không suôn sẻ được. Thật ra người thích hợp nhất để nhận chức chỉ huy quân đoàn độc lập là Tô Sư Trưởng. Ông ấy là người có kinh nghiệm. Khoảng thời gian này vẫn là cậu làm đi. Nhân tiện giải quyết vấn đề cho tôi. Đừng để lại rắc rối cho mình tôi giải quyết. Hồ Tử, hiện nay địa điểm của nhà máy sản xuất vũ khí có mấy nơi? Cậu nghĩ chỗ nào tốt hơn? Hai nơi này là tốt nhất. Có thể nói là vừa an toàn, vừa không dễ bị máy bay của địch tấn công. Được, vậy chọn hai địa điểm này trước. Lần này chúng ta xây dựng kho vũ khí. Tổng cộng cần xây dựng ít nhất 3 nhà máy. Sếp, tôi biết. Nhưng một hệ thống công nghiệp quân sự lớn như vậy, tôi sợ tự mình kiểm soát không tốt. Cậu đã theo tôi nhiều năm rồi, cũng đã học gần như tất cả những thứ cần học. Đừng lo lắng quá nhiều. Các vị, Lý Dương sắp bị chuyển đi rồi. Đây là mệnh lệnh của Trùng Khánh. Quả nhiên là quá dễ dàng. Không ngờ chỉ tác động một chút là bên Trùng Khánh sợ đói ra quần. Chúng ta cũng chuẩn bị đi. Sau khi Lý Dương rời đi, lập tức tiến hành tấn công vào quân độc lập của Tân Tứ Quân. Rõ, chúng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Mọi người chờ một chút. Tôi muốn hỏi một câu. Mọi người có biết khi nào Lý Dương rời đi không? Bây giờ lập tức để người đi kiểm tra. Nhất định phải xác định thời gian cụ thể Lý Dương rời đi. Vâng, đang lúc quân Nhật chuẩn bị, Lý Dương cũng lặng lẽ tung ra một số tin tức. Đó là cậu ấy sẽ rời khỏi Tân Tứ Quân sau 3 ngày nữa. Hai lữ đoàn đã được huy động. Bên vận chuyển cũng chưa sẵn sàng. Họ coi thường tôi quá rồi. Sếp, đợt này quân địch có vẻ được nhàn rỗi. Hay để đội đặc vụ chúng tôi ra tay, đảm bảo quân địch không dám quay lại. Lần này anh phải đánh thật tốt cho tôi. Tuyệt đối không thể để chúng chạy hết. Ít nhất cũng phải đả thương bọn chúng. Sếp, anh cứ chờ xem. Trận này nhất định ra trò. Lúc này quân Nhật cũng đang lo lắng chuẩn bị. Chỉ huy, quân đội phía trước đã sẵn sàng. Có thể tấn công bất cứ lúc nào. Yêu cầu sư trưởng đưa ra lệnh cho đơn vị tiếp theo. Đừng gọi tôi là chỉ huy, bây giờ ông ấy mới là chỉ huy. Thôi đừng có nói nhảm nữa. Lý Dương, bước tiếp theo cậu định sẽ làm gì? Tô sư trưởng biết đây là Lý Dương chuẩn bị cho mình. Muốn cho mình thấy cách thức hoạt động của quân độc lập. Gửi điện báo cho Bộ Tư lệnh Trùng Khánh. Cứ nói là tôi đã rời đi nửa tiếng trước rồi. Rõ, gửi điện báo như thế sao không gửi một bức điện báo mật? Quân địch có phát hiện ra thì cũng chưa chắc đã tin đó là thật đâu. Một bức điện báo chắc chắn không thể làm chúng tin được. Tôi còn chuẩn bị một thứ nữa. Chuẩn bị gì? Tất nhiên là sắp xếp một hình nộm rồi. Báo cáo Tư lệnh quan. Đã xác nhận Lý Dương đang vượt sông Giang Bắc. Bây giờ đang trên đường đến căn cứ mới. Thông tin này có chắc chắn không? Có thể chắc chắn. Đây là thông tin chúng tôi khó khăn mới lấy được từ Tân Tử Quân. Xin nữa thì mất hai điệp viên cấp cao đấy.
Rất tốt, lập tức ra lệnh cho quân đội phía trước. Chuẩn bị toàn lực tấn công. Nhất định phải đánh tan các quân độc lập. Vâng. Chúng tôi đã phát hiện đường đi của Lý Dương. Có nên đánh lén hắn không? Chuyện này chúng ta đã sớm tính đến rồi. Người đã phát hiện 5 máy bay của chúng ta xuất động chưa hả? Wow, tư lệnh quan quá sáng suốt. Cái này, Bộ Tư lệnh Trùng Khánh lại gửi đến một bức điện tín, bảo Lý Dương đừng đến căn cứ mới, trực tiếp trở về bát lộ quân. Cho nên Lý Dương mới tức giận. Ta nói cậu đừng có chửi đồng lên nữa. Dù sao cũng chưa đi mà. Tôi vẫn chưa đi. Họ không muốn tôi đến Bộ Tư lệnh mới. Nếu tôi đi thật, họ sẽ không phải người đến lôi cổ tôi về chứ. Nói chuyện cẩn thận đi. Bây giờ ta là chỉ huy quân đoàn độc lập. Chỉ có ta được ra lệnh, không phải cậu. Chú Tô này, trước đây sao tôi không nhìn ra bộ dáng này của chú nhỉ? Đó là do cậu không nhìn ra, không phải việc của ta. Ghê gớm quá nhỉ. Được rồi, trước tiên đi xem quân đội phía trước thế nào. Chúng ta suýt bỏ lỡ. May mà Dương Tử đã giúp chúng ta. Anh sẽ yêu em bao lâu? Đã từng có một tình yêu chân thành bày ra trước mặt mà tôi không biết trân trọng. Em đã cho tôi cơ hội. Nếu phải đặt thời hạn cho mối quan hệ này, tôi hy vọng 10.000 năm. Sư trưởng, quân địch đang ở ngay trước mắt. Khi nào thì lệnh của chỉ huy đến? Các người lắm mồm thế, lão tử cũng rất muốn đánh. Không phải mệnh lệnh chưa đến sao? Quân địch phía trước như là cá đã trong lưới rồi. Chỉ là chúng vẫn chưa hoàn toàn rơi vào vòng vây. Tôi nghĩ chúng cũng đang chờ đợi điều gì đó. Bạch Liên đúng là hay đọc sách. Kiến thức các cơ sở được nâng lên từng bước một, rất nhạy bén, thật sự phán đoán được ý đồ của quân địch. Đừng đứng yên nữa, nghỉ chút đi. Đợi khi quân địch chui vào vòng vây của chúng ta, lập tức phản công. Lập tức dừng lại. Tân tử quân đối diện sao lại có chút động tĩnh kỳ lạ rồi? Đông người như vậy đột nhiên xuất hiện. Tân tử quân bên kia chỉ có bị mù thì mới không nhìn thấy. Kết quả đến bây giờ vẫn chưa bắn một phát súng nào. Điều này không đúng. Rút lui, mau rút lui. Thưa ngài chỉ huy, làm theo lệnh đã định trước. Chúng ta nên phát động tấn công. Sao lại đột nhiên rút lui? Thực hiện lệnh ngay. Có vấn đề gì thì ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Quân địch hết cách, chỉ có thể theo lệnh rút lui. Nhưng vì yếu tố tâm lý, tốc độ rút lui của chúng rất chậm. Tiếp tục tăng tốc độ. Phải nhanh lên. Chúng ta phải ra khỏi đây nhanh nhất có thể. Không là ăn liền hết đấy. Thôi hỏng rồi. Quân địch đang rút lui. Đoàn trưởng, chúng ta sẽ tấn công sao? Tất nhiên, lập tức phát động tấn công ngay. Có phục kích. Một tiểu đội lập tức đi về phía đông để chiếm điểm cao nhất. Phi đội 2 tấn công trung tâm. Chỉ huy địch hối hận. Hắn biết sức mạnh của Tân Tử Quân. Chỉ là không biết lần này chúng phải đối diện với đơn vị nào của Tân Tử Quân. Đừng nói bọn chúng là đội đặc vụ. Nếu không thì thật sự xong rồi. Làm sao bọn chúng có nhiều súng tiểu liên như vậy được? Mọi người đi về phía tây. Ai trốn được thì cứ trốn ngay. Lại một trận chiến nghiêng về một phía. Chỉ sau 3 tiếng, quân địch đã không có cơ hội rút lui. Không ai trốn thoát. Thưa chỉ huy, có điện khẩn cấp. Lực lượng tấn công của chúng ta gặp phải một đội Tân Tử Quân phục kích. Bọn họ không chịu nổi nữa. Cái điều gì? Không phải Lý Dương đã đi rồi sao? Tại sao chúng ta vẫn bị Tân Tử Quân phát hiện và phục kích được? Báo cáo, tin Lý Dương rời đi là giả. Hắn cố tình dụ dỗ chúng ta. Sau đó là bao vây quân của chúng ta. Bỏ mẹ rồi, lập tức phái 2 lữ đoàn tới tiếp viện cho họ ngay. Tuyệt đối không thể để mất một người lính của lữ đoàn. Vâng. Thôn làng Lý Dương này. Sư trưởng, quân Nhật có 5 đại đội đã rơi vào vòng vây của chúng ta. Đã bị chúng tôi khống chế hoàn toàn. Tốt, thương vong của chúng ta thế nào? Thương vong không lớn, tuyệt vời. Sư trưởng, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Ra lệnh cho toàn bộ quân đội tấn công. Tiêu diệt đám quân địch này bằng mọi cách. Không thể để tên nào chạy thoát. Trong khi đó, Hưởng Vũ Hán đột nhiên gửi đến một bức điện tín, yêu cầu quân Nhật rút lui ngay lập tức. Sao lá gan của quân địch lần này lại nhỏ như vậy? Chú ở đây nhé, tôi thật sự phải đi rồi. Lý Dương, cải tạo tư tưởng trước đó của cậu có ổn không? Những người này đều là cựu chiến binh. Bây giờ làm sao tôi chỉ huy bọn họ được? Mất rất nhiều thời gian. Tôi đã nói với họ rồi, diệt một tên địch thì sẽ được thưởng một đồng đại dương hoặc 2 cân thịt. Hơn nữa còn có thể lập công thăng chức rất lớn. Sao tiểu tử ngươi ăn hoang thế? Diệt một tên địch thưởng một đồng đại dương hoặc 2 cân thịt. Có nhiều quá không? Một đồng đại dương mà là nhiều à? Người ta liều mạng ra chiến trường không biết sống chết để chiến đấu với kẻ thù. Chẳng lẽ mạng của bọn họ còn không bằng một đồng đại dương? Nhưng chúng ta là những người lính cách mạng. Suốt ngày nói tiền tiền nó không hay. Chúng ta không trộm không cướp. Phẩm giá được bảo vệ bằng mạng sống. Nếu không thưởng cho họ, thì gia đình họ sống như thế nào? Nhưng đơn vị của chúng ta thực sự đang thiếu kinh phí. Khen thưởng vật chất điểm này tạm thời còn chưa làm được. Không làm được thì tìm cách đi.
Chú có thể đổi cách khác. Hãy để nhóm làm việc địa phương hoặc người của chính quyền địa phương ưu đãi một chút. Những gì cậu nói nhớ viết ra nhé. Một lần nói nhiều như vậy già như ta khó mà nhớ hết được. Được rồi, được rồi. Cha cậu luôn nói với ta, những thứ này của cậu đều là học từ sách. Ta cũng thích đọc sách. Cậu có thể cho tôi biết những kiến thức này cậu đọc từ sách gì không? Tôi không biết. Tất cả đều là xem trước đây. Sau khi bị trúng đạn, đầu óc bỗng nhiên khai thông. Hay là chú Tô, chú cũng thử để bị bắn đi. Xâm lồng, nếu lão tử mà để bị trúng đạn, không chắc là có thể khai thông. Nhưng khả năng đăng xuất luôn là rất cao đấy. Vậy thì cũng hết cách. Được rồi, được rồi. Hiện tại cậu quyết định khi nào thì sẽ khởi hành. 3 ngày sau, Lý Dương đến bộ tư lệnh mới. Lý Dương, cuối cùng cậu cũng đến rồi. 3 ngày nay chúng tôi mỗi ngày đều ở đây chờ cậu. Còn sợ cậu gặp nguy hiểm giữa đường nữa. Chào Trần tướng quân, chào Hồ chính ủy. Tiểu tướng ngươi lại chủ động chào chúng ta sao? Thật sự hiếm thấy. Đây là lính mới chào lính cũ thôi mà. Sau này còn phải nhờ hai vị lãnh đạo chiếu cố nữa. Tất nhiên phải lịch sự một chút. Tôi ở hướng Tây Bắc đang chuẩn bị thành lập một đội quân độc lập. Vẫn còn thiếu một chỉ huy. Cũng đang muốn đưa cậu đến đó làm chỉ huy. Đội quân này của anh là biên chế gì? Có bao nhiêu người rồi? Vũ khí trang bị thế nào? Đội quân này hiện tại có khoảng 1.500 người. Về vũ khí trang bị, một nửa trong số đó không có vũ khí. Sao? Anh vừa nói cái gì? Tôi có nghe nhầm không đấy? Anh Trần, anh đừng có đào bới nữa. Lưu quân trưởng của Bát Lộ quân đang chờ cậu ấy về đây. Tôi đây chỉ là thấy Lý Dương không có chỗ dung thân, cảm thấy đau lòng nên muốn cho cậu ấy một chỗ thôi. Tôi sẽ không đến đội quân độc lập của anh. Tôi sẽ trở lại làm cố vấn quân sự của bộ tư lệnh. Lý Dương, tôi thật sự không nỡ để cậu đi. Tôi không tin. Tôi thấy anh không nỡ để máy gặp tiền đi thì đúng hơn. Trần quân trưởng cũng không giữ Lý Dương lại. Ngày hôm sau, liền phái người đưa Lý Dương đến bên kia Sơn Đông. Trần quân trưởng này cũng quá keo kiệt đi. Ngay cả một chiếc xe cũng không nỡ cho tôi mượn. Có phải tôi sẽ lấy đi luôn đâu? Sếp, nếu không chúng ta thuận tay cướp một cái của địch đi. Chứ cứ đi bộ thế này mệt chết mẹ. Ý hay đấy, sao anh không nói trước? Không phải lúc đầu anh cũng không hỏi tôi sao? Lần sau nhớ nói sớm hơn nhé. Bây giờ chúng ta đi tìm một chút, xem có đám địch nào gần đây không. Được rồi, cứ giao cho tôi. Hai vị lãnh đạo này, mặc dù tôi không rõ danh tính của hai người, nhưng đi cướp của quân địch thì có quá nguy hiểm không? Gã này không biết chúng ta. Có vẻ là như vậy. Không sao, sau này sẽ quen. Không cần giết người, chỉ cần cướp xe đi là được rồi. Trạm kiểm soát này chỉ có 5 tên lính ngụy thôi. Phi vụ này có thể làm được. Thực sự có thể làm được. Hai vị thủ trưởng, chẳng nhẽ các anh định đánh luôn trạm kiểm soát này? Chúng ta chỉ có 3 người, hơn nữa chỉ có một khẩu súng. Không sao, anh cứ đợi ở đây đi. Không đưa tôi đi cùng sao? Đưa anh đi làm gì? Nếu anh cản đường chúng tôi thì sao? Tiểu Mao, tên địch đó giao cho tôi. Chúng ta sẽ cướp 2 khẩu súng. Cố đừng bắn chúng. Không để cho quân Nhật bên trong cảnh giác. Sếp, anh yên tâm đi. Tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ. Rất nhanh hai người liền hành rộng, tận dụng ánh trăng, đi vênh váo về phía trạm kiểm soát. Đứng lại, hai người đến đây làm gì? Việc của các ngươi à? Tránh đường cho ta. Lão tử đập bỏ mẹ ngươi bây giờ. Mau gọi người gô cổ hai tên này lại. Tiểu Mao, kiểm tra xem có kẻ thù nào khác không. Xếp hết rồi. Không ngờ ở đây còn có một chiếc xe ba gác. Trạm kiểm soát có 5 người thì cần nhiều đồ như vậy sao? Quan tâm làm gì? Cướp xe ba gác thôi, chúng ta đi. Hai người, người gì mà người, lên xe đi. Quân địch mà phát hiện thì phiền phức. Bởi vì từ tư lệnh trước đây là phó sư trưởng sư đoàn 129, cho nên Lý Dương gọi từ tư lệnh làm phó sư trưởng. Phó sư trưởng, tôi sẽ ở lại đây. Mau phái người đưa tôi về đi. Cần gì phải thủ tục dườm già như vậy, mau vào trong đi. Phó sư trưởng, cuộc sống của ông không tệ nhỉ? Trong điều kiện ở đây khá tốt. Được rồi, nói chuyện chính đi. Cậu đi giúp tôi một việc. Không giúp, không phải bảo cậu đi tấn công Tế Nam, chỉ là nhờ cậu giúp một chút thôi. Ông nói tôi nghe đi. Nhưng trước tiên tôi cứ không giúp. Láo nháo, đừng có mà hối hận đấy. Tôi nói cậu biết, chuyện này liên quan đến cha cậu. Liên quan đến cha tôi sao ông không nói sớm? Tôi sẽ giúp. Liên quan gì đến cha tôi? Trước đây Bát Lộ quân không phải muốn tìm nhân tài sao? Tôi có. Khi cậu về thì tiện tay mang về cho cha cậu đi. Không ngờ chỗ ông lại có nhân tài đấy. Thật sao? Ông không lừa tôi chứ? Người lớn rồi ai lại đi lừa trẻ con? Vớ vẩn. Chúng ta đã kêu gọi toàn thể quốc dân kháng chiến. Không phải nói dối. Được, tôi sẽ mang về. Lát nữa cậu đi luôn đi. Lần này người phụ trách dẫn đường cũng là người của quân đội độc lập các cậu. Là một cô gái, nghe nói cậu cũng biết. Tên gì nhỉ? Hứa Tĩnh Vân. Cái gì? Hứa Tĩnh Vân? Sao cô ấy lại đi xa xôi như thế? Lý Dương đương nhiên biết Hứa Tĩnh Vân.
Đó là nhân viên của cậu ấy. Vì nhiệm vụ mà cậu ấy giao mà cô ấy đã làm rất nhiều công việc. Làm sao tôi biết được? Cậu nên hỏi cha cậu. Lý Dương, Hứa Tĩnh Vân. Không ngờ có một ngày cô đi xa thế để tuyển tân binh. Nhiệt tình quá. Anh về khi nào vậy? Vừa về đến. Chị Tĩnh Vân, anh ta là ai vậy? Hai người biết nhau không? Anh ấy là... Danh tính của Lý Dương là bí mật quân sự, không thể để lộ được. Anh ấy là Lý Vân Long. Trước đây là chỉ huy đội pháo binh của chúng ta. Là một chiến sĩ giỏi của bát lộ quân. Sếp cuối cùng cũng tìm thấy anh. Sao ăn xong một bữa cơm thì liền không thấy anh đâu? Đấy là do anh không để ý thôi. Bảo sao anh biến mất nhanh như vậy? Hóa ra là tình yêu đến. Cút đi, tình yêu cái gì? Nói năng vớ vẩn là ăn đập. Các anh đang nói gì vậy? Đây không phải đại mao sao? Lâu rồi không gặp, trông anh vẫn ai phong như ngày nào. Huyện trưởng Hứa, đã lâu không gặp. Tại sao cô lại đến Cổ Sơn Đông? Tôi đến đây để đưa một nhóm tân binh đến quân đoàn độc lập. Anh về cùng với sếp của anh à? Phải, vậy tại sao những người khác không quay lại cùng các anh? Tân tử quân vẫn cần họ. Cho nên họ tạm thời chưa về được. Đám hổ tử chắc chắn là tạm thời chưa về được. Nếu như đưa hết cán bộ của sư đoàn độc lập đi, vậy thì quân đoàn độc lập sẽ thiếu sót rất nhiều. Tôi sẽ cử một đại đội hộ tống các anh. Chỉ có một đại đội, ít nhất cũng phải một tiểu đoàn. Có bao nhiêu tân binh đi theo chúng ta? Tổng cộng có hơn 400 người. Chỉ một đại đội sao ôm nổi 400 người? Chúng tôi cho dù có làm bằng sắt cũng không thể gánh nổi cuộc tấn công của địch. Anh đừng lo lắng quá nhiều. Tôi đã đi qua một lần, nguy hiểm không nhiều. Trước đó là cô đi một mình. Lần này mang theo hơn 400 người. Nhưng chúng ta phải đưa những người này đến đó. Trong số đó đa phần là những tài năng mà chúng ta đang thiếu hụt. Được rồi. Sếp, chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Anh xem người nhỏ nhất còn chưa đủ 13 tuổi. Lớn nhất cũng chỉ có 18. Lúc đó đám người Lý Dương rất khó khăn. Nhưng phải có những người này thì mới có thể chiến thắng. Họ là sinh viên, cũng là anh hùng. Đại đội trưởng, phía sau có một trung đội địch bám theo chúng ta. Chúng ta phải làm gì đây? Cái gì? Có một trung đội quân địch sao? Chúng có bao nhiêu người? Vũ khí trang bị thế nào? Khoảng hơn 100 người, không có súng máy hạng nặng. Nhưng tôi nhìn thấy hai khẩu pháo và ít nhất 5 khẩu súng máy hạng nhẹ. Cái gì? Chúng mạnh quá. Chúng ta không phải đối thủ. Vậy chúng ta nên đi theo hướng nào? Chúng ta rút về đây, sau đó để những người khác đến đơn vị gần đó để ẩn nấp. Chờ đã. Thủ trưởng, anh có chỉ thị gì không? Chúng ta không thể rút lui theo hướng đó. Cái gì? Không rút lui? Chẳng lẽ anh muốn đập nhau với quân địch? Phải, chúng ta sẽ đấu với chúng. Anh Lý, hiện tại chúng ta chỉ có một đại đội, hoàn toàn không phải đối thủ của quân địch. Vẫn nên rút lui thì hơn. Không được. Tại sao vậy? Anh nhìn không rõ thực lực của chúng ta sao? Nếu chúng ta chạy về phía bắc mà chúng vẫn đuổi theo thì sao? Sau khi đuổi theo đến sông Hoàng Hà, thì lúc đó chúng ta chạy được vào đâu nữa? Vẫn còn hơn là chịu chết ở đây. Kỹ năng thiện xạ của những người lính sinh viên này không tệ. Tôi sẽ mang theo một số người trong số họ đi đánh lén. Cách làm táo bạo này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Cái gì? Anh sẽ đánh lén quân địch? Không được, như vậy quá nguy hiểm. Sợ cái gì? Dù sao chuyện này trước đây cũng làm rồi. Cứ làm theo lệnh đi. Rõ, Tiểu Mao, dẫn người của chúng ta và lính sinh viên đi. Sếp Lý, chúng tôi có một món ăn mới gọi là cơm chiên tôm hùm. Mang lên thử xem. Tôm hùm của tôi đâu? Tôm hùm ở bếp sau. Vậy sao anh không mang lên cho tôi? Để tôi gọi tôm hùm. Tôm hùm, sếp Lý đang tìm anh này. Cơm chiên tôm hùm. Tôm hùm của tôi đâu? Sếp Lý, cơm chiên tôm hùm. Đầu bếp của chúng tôi tên là tôm hùm, cho nên mới gọi món cơm chiên là cơm chiên tôm hùm. Anh đúng là thiên tài. Mọi người nghe lệnh tôi. Tháo tất cả lựu đạn trên người ra. Sau đó dùng xà cạp quấn một ít đá vào quanh lựu đạn. Tiểu trưởng, chúng ta làm vậy để làm gì? Tử Văn, cậu mặc dù được huấn luyện rất tốt, nhưng cuộc chiến này không phải ở đâu cũng được đào tạo đâu. Học đi, tiểu tử, làm vậy để tăng khả năng sát thương của lựu đạn. Nhìn kỹ đi, lát nữa bảo cậu vứt thì vứt. Tất cả nghe đây, lát nữa tiếng súng của lão tử là tín hiệu. Nếu tôi không bắn, thì không ai được phép hành động. Địch tập kích. Phản công. Động tác của địch rất nhanh. Ngay khi biết bị tập kích liền phản công lại ngay. Điên hả? Muốn chết sao? Tiểu trưởng, tôi muốn diệt địch. Không bắn thì diệt sao được? Bắn quần què, quân địch đang phản công dồn dập. Nếu cậu muốn bắn, cũng phải đợi đợt phản công giảm bớt chứ. Tất cả mọi người chuẩn bị lựu đạn. Ném. Tiểu Mao, hành động.
Đại Mao cầm súng tiểu liên vòng qua phía sau quân địch. Lúc này lão Hạ đã nhận được tín hiệu, lập tức tấn công. Đứng ở hai bên trái và phải đến điểm cao để tránh bị bao vây. Thế, người biết chọn vị trí tốt mà lão tử không biết à? Vị trí tốt như vậy sao có thể để các ngươi chiếm? Đại Mao dẫn người đến một điểm chỉ huy, một cước đạp tung xác của một tên địch. Sau đó kiểm tra súng máy. May quá, dính lựu đạn nhưng súng máy không sao. Trưng dụng luôn. Nào nào mau đến đây đi. Áp chế quân địch. Từ trên rót xuống bằng súng máy. Thêm cả súng tiểu liên. Bên phía quân địch đột nhiên bị tác động cực kỳ lớn. Vị trí trên cao xảy ra chuyện gì rồi? Hỏa lực tập trung cao độ. Diệt chúng. Tất cả mọi người. Toàn lực tấn công, đừng để chúng lên được. Chẳng bao lâu, quân địch đã bị đội Lý Dương tiêu diệt hết. Sau khi mọi người dọn dẹp xong chiến trường, nghỉ ngơi tại chỗ nửa tiếng. Để vài người đi canh gác. Trận chiến thế nào rồi? Còn thế nào? Đương nhiên quân địch tiêu đời. Thời gian cho chúng ta không nhiều. Nửa tiếng nữa sẽ tiếp tục xuất phát. Được, vậy chúng tôi đi chuẩn bị. Không sao đâu, cứ nôn ra là được. Tinh Vân tỷ, tỷ không sợ sao? Trước đây cũng sợ, nhưng sau khi trải qua nhiều rồi thì không cảm thấy sợ nữa. Tinh Vân tỷ giỏi thật đấy. Đi xem các bạn học đi. Họ vừa trải qua một vài trận đánh. Có người đã bị thương. Đám này bị sao vậy? Rõ ràng là quân đội tuyến 2. Vậy mà trang bị nghèo vãi xít. Xét số lượng thuốc hơi ít. Cũng không biết có đủ không. Đừng nói nhiều nữa, nhanh lấy hết đi. Băng bó cho những người bị thương trước đã. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Chỉ là bị thương cánh tay thôi. Không ngủ được. Mọi người tiếp tục di chuyển đến cửa sông Hoàng Hà. Chúng ta phải đến đó trước buổi tối. Ban đầu Lý Dương cho rằng vượt sông Hoàng Hà là một việc khó khăn. Không ngờ tự nhiên tìm thấy mấy chiếc thuyền ở đâu. Chưa đầy một đêm, tất cả mọi người đã qua sông. Anh Lưu, đừng có bị cúm nữa. Tôi nghe nói mấy ngày nữa Dương Tử sẽ trở về. Nếu anh lây cúm cho nó thì sao? Tôi nói anh này, tôi chỉ vừa hắt xì hơi thôi. Không có bị cúm. Vậy anh cũng chú ý một chút. Con trai anh cuối cùng cũng về. Không thể để cậu ấy có tổn thất gì. Thôi đi, nó thì tổn thất làm sao được. Ăn hai quả lựu đạn nó còn chẳng chết. Cảm cúm này tính là gì? Mẹ ơi, gió trên sông Hoàng Hà sao lại độc như vậy? Mình bị cúm mẹ nó rồi. Sếp, uống chút nước nóng đi. Trước đây anh đã nói uống nhiều nước nóng cho nhanh khỏi bệnh mà. Trước đây tôi có nói như vậy ư? Có nói. Nói khi nào? Cái lần mà huyện trưởng Hứa cảm thấy đau bụng đó, anh đã nói thế. Anh nhầm đối tượng rồi. Chỉ có con gái mới cần nước nóng. Nếu có tác dụng thì trai gái đều như nhau chứ. Đúng rồi sếp, chúng ta sắp đến rồi. Vậy chuẩn bị xếp đồ xuống đi. À thì ra là tiểu tử ngươi. Tiểu tử ngươi thực sự đã vào vị trí của trung đoàn trưởng rồi. Chắc không phải là đi cửa sau chứ. Sao anh lại ở đây? Kỳ tử là một người thông minh. Không nhận được lệnh của Lý Dương trở về. Nhưng cũng không hề để lộ tên Lý Dương ra. Tôi nhớ mọi người đấy. Cho nên mới quay về. Tôi không quan tâm làm sao anh quay lại. Nhưng chắc chắn quân trưởng sẽ đập anh. Đừng quan tâm sao tôi quay về. Cha tôi chắc chắn không tha cho tôi. Trước tiên hãy nói về cách cậu hòa nhập vào trung đoàn ở vị trí chỉ huy. Tôi rất tò mò. Tôi vốn là chỉ huy lữ đoàn. Kết quả bởi vì đã phạm một chút sai lầm nhỏ, trực tiếp hạ xuống trung đoàn. Xảy ra chuyện gì? Trực tiếp giáng chức sao? Cũng không có gì. Chỉ là cưới một cô vợ thôi. Cưới vợ mà sao bị hạ cấp? Bát lộ quân chúng ta có quy định vậy sao? Lão tài địa chủ hắn muốn cướp vợ tôi về làm vợ lẽ. Tôi đã đập dập con kiêu của hắn. Ngươi giỏi đấy, con kiêu người ta mà cũng dám đập. Tên địa chủ này không liều mạng với ngươi sao? Đúng là hắn muốn liều mạng với tôi. Nhưng tôi đã thu thập một số bằng chứng cho thấy hắn bán nước. Trực tiếp cho hắn đi tò rồi. Quan trưởng, Lý sư trưởng trở về rồi. Người giờ ở đâu? Đã đến lối vào làng rồi. Có vẻ như họ vừa trải qua vài trận chiến. Nhưng mọi người hẳn là không sao. Con cũng muốn đi thăm anh trai. Tiểu tử thối, về để ăn đánh hả? Sao cha đánh con? Thật ra cũng không có gì. Lâu rồi không đánh nên hơi ngứa tay. Phải đánh cái cho đỡ ngứa. Không sai, vẫn là cảm giác quen thuộc. Cha muốn đánh anh trai thì phải đánh vào mông. Phải đánh mạnh. Thế thì mới đau được. Cha, đây là em gái con sao?